Nếu con mình mà mắc tội thì họ nhìn đời bằng bản ngã, thì khi đó họ tìm cách họ cứu con họ. Như vậy nó nhìn nó không chân thật nữa, bởi vì đó là con mình trên họ tìm cách họ cứu. Nhưng nếu nhìn bằng gì ạ? Bằng vô ngã, tức là bằng sự thật của luật pháp, thì con mình nó gây ra cái tội này thì bắt buộc nó phải trả bằng cái tội này. Thì người ta còn bảo các bác là bác cứ xử nó thật nặng cho em, vì nó gây ra tội này nên nó xứng đáng nhận được cái kết quả này. Thì có nghĩa là người đấy đang cư xử một cách vô ngã, tức là không dựa vào gì ạ? Thói quen và bản năng làm cha mà sinh ra phán xét bên con. Trần Văn Hòa có hỏi câu hỏi. Em có hỏi câu hỏi thắc mắc muốn thầy giải đáp ạ. Thế nào là vô ngã? Thế nào là bản ngã vậy ạ? Vâng, chúng ta phải định nghĩa cái từ gọi là từ ngã. Thưa các anh chị rằng là trong con người mình có 3 phần: thân, tâm và tuệ. Thì khi chúng ta chết đi, lìa khỏi trần gian này, thì chúng ta bị tước đi phần thân, tức là thân xác chúng ta phải để lại. Chúng ta bị tước đi phần tuệ, phần tuệ để lại. Những thứ mà chúng ta học hành được thì kiếp sau không còn nhớ đâu. Nhưng cái thứ mà chúng ta mang đi được từ kiếp này mang sang kiếp sau chính là thói quen muốn và thói quen nghĩ. Ví dụ tôi chuyên môn, tôi chỉ trong cái muốn của tôi á, thì tôi muốn tiền bạc, hay là tôi muốn oai, hay là tôi muốn gì ạ, sống bình an, hay tôi muốn có trí tuệ, hay tôi muốn đi giúp đỡ người khác. Như vậy một đằng muốn vơ vào người mình cũng có những thứ, có những người thì muốn gì ạ, trao đi giá trị. Vậy cái đấy gọi là thói quen muốn. Thứ hai, con người chúng ta còn giữ được thói quen nghĩ để mang đi tái sinh. Tức là có những người nghĩ theo quy luật của tự nhiên, tức là không làm thì không có ăn. Có người thì nghĩ rằng là vẫn có cơ hội, không làm mà may mắn vẫn có ăn. Có người thì họ nghĩ rằng làm việc ác thì vẫn có may mắn thoát khỏi đi tù. Có người họ nghĩ rằng gieo nhân ắt sẽ có ngày gặp quả. Những thứ đó người ta gọi là thói quen nghĩ. Tóm lại, trước khi chúng ta chết đi, sau khi chúng ta chết đi, thứ mà nhân gian này tước hết của chúng ta, đó là tiền bạc phải để lại, vật chất phải để lại, thân xác phải để lại, thậm chí trí tuệ, học bao nhiêu năm thạc sĩ, tiến sĩ, giáo sư cũng phải để lại. Thứ duy nhất mà chúng ta cầm đi được đó là thói quen muốn và thói quen nghĩ. Và hai thói quen này thì được dùng bằng một từ gọi là ngã. Gọi là ngã. Vì vậy, mỗi một người đẻ ra ở một vòng tâm thức nhất định sẽ tương ưng với một bản ngã nhất định. Hay giống như kiểu là mỗi một người đẻ ra, họ có một tâm thức, và tâm thức ấy chính là cái kính, màu của cái kính mà họ đeo. Nếu cái kính họ đeo, tâm thức của họ là vòng vật chất, thì có nghĩa màu cái kính mà họ đeo nhìn đời bằng con mắt của vật chất. Vì vậy họ nhìn thấy ai nhiều tiền là họ tôn vinh. Họ nhìn thấy cơ hội nào kiếm được nhiều tiền thì họ cho rằng đó là cơ hội tốt. Họ không nghĩ nhân quả. Nhưng cũng có những người đeo cái kính của vòng tâm thức cảm xúc là họ nhìn đời bằng sự tôn trọng. Nếu ai mà tôn trọng mình thì họ cho rằng người đấy là người tốt. Nếu ai coi thường mình thì họ coi rằng là đó là không tốt. Thì những cái thứ đó nó gọi là thói quen. Và thói quen cái kính, màu cái kính mình đeo người ta gọi là ngã, hay còn gọi là bản ngã. Vậy thì mỗi một chúng ta, con người chúng ta sinh ra đều có cái bản ngã. Mà trong triết học thì người ta gọi là thế giới quan.
tức là quan sát thế giới bằng một lăng kính nào. Trong đạo Phật thì gọi là bản ngã, trong đời sống thì người ta gọi là góc nhìn, trong chính trị thì người ta gọi là quan điểm. Như vậy đó đều là từ ngã hết, đó đều là ngã, bản ngã. Thế thì thế nào gọi là vô ngã? Vô ngã là không còn thói quen đúng sai, mà chỉ còn lại góc nhìn của sự thật, tức là góc nhìn của chân lý. Mà lúc nãy chúng ta vừa trao đổi với nhau, đó chính là tâm không. Tâm không tức là không có tham sân si mạn nghi, mà họ nhìn bằng đời, bằng sự thật. Sự thật nó vậy nên nó phải vậy. Mà tôi hay giảng trong chuyển hóa tâm thức, tôi bảo nó vậy nên nó phải vậy. Thì như vậy là bản chất họ nhìn đời bằng tâm không, tức là không nhìn bằng thói quen mà nhìn bằng sự thật. Còn đa phần chúng ta sử dụng bản ngã, tức là sử dụng thói quen để đánh giá một sự vật, hiện tượng. Ví dụ mẹ mình cãi nhau với ai thì thường bản năng đầu tiên là bênh mẹ. Thì như vậy chúng ta đang dùng cái gì để chúng ta ứng xử ạ? Đang dùng bản ngã để ứng xử. Vì bản ngã là một thứ bản năng, là mẹ mình là mình phải bênh đầu tiên. Đấy. Họ không nhìn đúng sai của mẹ mình bằng sự thật được, mà họ nhìn bằng bản ngã. Vì đó là mẹ tôi. Hay là một ông quan cũng vậy. Nếu con mình mà mắc tội thì họ nhìn đời bằng bản ngã, thì khi đó họ tìm cách họ cứu con họ. Như vậy nó nhìn nó không chân thật nữa, bởi vì đó là con mình trên họ tìm cách họ cứu. Nhưng nếu nhìn bằng gì ạ? Bằng vô ngã, tức là bằng sự thật của luật pháp, thì con mình nó gây ra cái tội này thì bắt buộc nó phải trả bằng cái tội này. Thì người ta còn bảo các bác là bác cứ xử nó thật nặng cho em, vì nó gây ra tội này nên nó xứng đáng nhận được cái kết quả này. Thì có nghĩa là người đấy đang cư xử một cách vô ngã, tức là không dựa vào gì thói quen và bản năng làm cha mà sinh ra phán xét bên con. Hay là ví dụ một người làm quan mà tâm của họ là tâm bản ngã, thì họ cho rằng làm quan thì được đè dân, cho nên họ sẽ sống hách dịch với dân. Thì họ đang ứng xử bằng bản ngã của họ. Nhưng nếu mà theo góc nhìn của Hồ Chủ tịch là tâm không, là bản chất mỗi người làm quan được sống bằng đồng lương, mà lương đó do thuế của dân nộp, cho nên chính xác là dân là ông chủ. Vậy thì những người làm quan có ý thức rằng tôi chính là người làm thuê cho ông chủ. Vì vậy họ sẽ làm cách nào để thuận lợi nhất cho người dân, từ cái việc quan sát, đề xuất và thực thi. Thì như vậy người ta đang làm bằng cái gì ạ? Bằng cái tâm vô ngã. Và như vậy thường những người như thế thì rất là bền vững và được nhân dân yêu quý. Thì thưa các ngài, như vậy, như vậy tóm lại, cái vô ngã là sự thật, là quy luật của sự thật, là như thật. Vì vậy không có gì phải nghĩ bàn. Còn thứ bản ngã chính là đơn giản vì lòng tham sân si mạn nghi trong mỗi con người nó còn lớn hay bé, mà cái lăng kính nó nhìn đời theo một kiểu khác nhau, và nó tạo ra một thói quen muốn, thói quen nghĩ khác nhau, thì cái đó gọi là bản ngã của mỗi con người. Rồi xin cảm ơn câu hỏi của Trần Văn Hòa, và chúc anh Hòa sẽ có được cái việc mà cũng đeo kính, nhưng bây giờ là đeo kính trắng, kính không độ, thì có nghĩa là mình vô ngã. Còn nếu mình đeo kính mà nó bị gì ạ? Kính nó bị méo sự thật đi, thì có nghĩa là chúng ta đang gì ạ? Dùng bản ngã. Cho nên kính kính cận, kính viễn này, ví dụ cái kính viễn này là chúng ta đang dùng bản ngã đây. Đấy, sự thật nó không phải là chữ nó to vậy, nhưng mà đeo vào thấy chữ nó to vậy. Thì cái này đang dùng cái bản ngã, là cái tâm thức nhìn xuyên qua cái tâm thức của mình, tức là cái lăng kính của mình chính là cái kính. Thế còn nếu mà đeo cái kính trắng thì gì ạ? Chữ nó to là nó to, chữ nó bé là nó bé, nó là sự thật. Thì cái đấy người ta gọi là tâm không, tâm trong suốt. Rồi cảm ơn Trần Văn Hoài. Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam cảm ơn bạn đã quan tâm theo dõi.
Để biết thêm chi tiết về các chương trình huấn luyện của thầy Ngô Minh Tuấn và Học viện Doanh nhân CEO Việt Nam, xin vui lòng truy cập website ceovietnam.edu.vn.